Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinga Vlog. Thì ở trong những cái video trước của Vinga thì Vinga đã chia sẻ cho quý vị cái cách mà trộn giá thể rồi cách trồng cái cành chiết như thế nào. Thì hôm nay Vinga sẽ lại hướng dẫn quý vị và các bạn cái cách mà bón phân rồi chăm sóc cái cây cái cành chiết như thế nào để cho cái cây nó phát triển được tốt nha các bạn. Thì mời quý vị và các bạn theo dõi video để biết cái cách làm của Vinga như thế nào để tham khảo nha các bạn. Thì Vinga sẽ review cho quý vị xem một chút cái số cành chiết của Vinga trước khi Vinga giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thì các bạn, là cái phí chơi hoa hồng của Vinga bây giờ lớn lắm rồi các bạn. Đây cũng là một cành chiết của cổ Huế các bạn nhé. Đây là hồng ghép. Đây là một cành chiết của cái carrey. Đây là một cành chiết Sava. Lên tốt xanh đẹp như thế này các bạn nhé. Thì các bạn theo dõi thì đây là một cành chiết xong lại ghép của Vinga. Còn đây là lô cành chiết mà Vinga đã nói trong cái video trước đây các bạn nhé. Vinga đã trồng hết. Các bạn nhìn này. Đấy, đã đầu tư mua cành rồi lại bắt đầu phải đầu tư mua chậu nữa các bạn. Để cho các bạn thấy Vinga. Đây là cái vườn ở đằng kia Vinga chuyển về đằng này. Còn đằng sau đó vẫn còn một lô cành chiết, cái cây nhỏ các bạn nhé. Đấy, mầm hoa hồng của Vinga đây. Vinga chỉ cho mầm lên được như thế này thôi. Đấy các bạn nhìn. Đây là cây Sapa. À đây 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 là cây Vân Khôi. Vinga nói nhầm. Cây này đợt vừa rồi nó Vinga sang chậu cho nên là mầm nó có vẻ vẫn yếu các bạn. Nó lên nhiều mầm nhưng mà nó yếu. Đấy, đây là những cái cành chiết của Vinga. Đây là một cành chiết bạch ho các bạn nhé. Đây là cổ Sơn La. Còn bên này là một tường vi và một bạch xếp. Đấy, thì bây giờ Vinga sẽ ra đằng sau để hướng dẫn. Đây, Vinga cắm cành sống đây các bạn nhé. Đấy, hai cái cành con cắm sống lên mầm đẹp như này. Gà sẽ lên đằng sau, để giới thiệu hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái chăm cành chiết. Vì cái lô cành chiết gà trồng ở bên đấy hôm trước và hôm nay nó đang lên mầm rồi. Đây các bạn, đây là lô cành chiết hôm trước thì Vinh Gà lên như thế này. Thì Vinh Gà sẽ hướng dẫn luôn cho quý vị là khi cái cành chiết của các bạn lên mầm như thế này, sống như thế này, thì các bạn có thể bắt đầu là bón tưới phân nha các bạn nhé. Đây, đấy, đấy, có những cành nó yếu thì nó vẫn còn yếu đây các bạn. Đấy, đấy, nó lên mầm như thế này. Thì Vinh Gà muốn hướng dẫn là để các bạn biết là thời điểm nào các bạn bắt đầu bón phân được cho cây nha các bạn nhé. Đây là những cái cành chiết mà ở lô hôm trước Vinh Gà mua. Đây là có cả lẫn lô mới và lô cũ vì nó đằng trước nó chật chỗ nên Vinga phải đem lên để thêm cả đằng này nữa. Đấy, những cái cành mà Vinga mua trong 100 cành chiết thì Vinga trồng hết đây các bạn này. Đấy, cả đây nữa này các bạn này. Đấy, Vinga trồng đây thì Vinga muốn là hướng dẫn quý vị là quý vị và các bạn xem là cái cành nó như thế này, bắt đầu như thế này thì các bạn có thể là bón phân. Đây, mầm lên như thế này thì các bạn bón phân nha các bạn nhé. Đây cũng là cành Vinga cắm nó sống này các bạn này. Cành dâm cắm sống này các bạn. Đấy, đây này, nó lên mầm như này. Đấy là lô cành chiết hôm trước của Vinga. Thì bây giờ Vinga sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái bón phân. Là các bạn để ý là cành nó như thế này thì các bạn bắt đầu bón phân nha các bạn nhé. Đây, Vinga đã chuẩn bị ở đây. Vinga đang có một cái cây nhỏ xíu này. Đây, cành chiết của Vinga, cành dâm, cành chiết của Vinga đang lên đây. Đấy các bạn, đang lên mầm. Thì
Vinh Gà sẽ chuẩn bị máy để hướng dẫn cho quý vị và các bạn. Đây, hôm qua Vinh Gà đã ngâm phân vào đây rồi. Bây giờ để hướng dẫn cho các bạn. Đây là cái loại phân bón thúc mà rất nhiều bạn lại hỏi Vinh Gà, gọi nhắn tin hoặc là điện thoại hỏi Vinh Gà là phân NPK bón thúc là loại gì, thì nó là loại này nha các bạn nhé. Thì các bạn có mua cái loại phân bón thúc này về, Vinh Gà mua có 5.000 một cân ấy. Ở chỗ Vinh Gà chỉ có 5.000 một cân thôi. Thì mua về thì các bạn có thể là cho vào trong nước các bạn ngâm theo tỷ lệ hôm trước Vinh Gà hướng dẫn đó. Thì nhưng mà cái cây cành chiết này nó còn đấy, thì các bạn cho khoảng cỡ 5 gram, tính cho khoảng 5 gram cho một cây rồi các bạn nhé. 5 gram cho một cây. Tùy theo các bạn có nhiều có ít, nếu có nhiều thì ví dụ như các bạn có nhiều, các bạn pha nhiều thì các bạn lại tính lên giúp cho Vinh Gà. Thì các bạn cho vào nước các bạn ngâm qua đêm. Đến ngày hôm sau thì nó dễ ra một cái màu xanh nhờ nhờ như thế này các bạn. Tôi Vinh Gà cầm máy ở tay để dễ nói chuyện, dễ review cho quý vị và các bạn hơn. Đấy, nó sẽ ra một cái màu nhờ nhờ xanh xanh như thế này các bạn nhé. Đấy, các bạn phải pha loãng, nó chỉ hơi xanh xanh như này thôi các bạn, mà để nó xanh đậm là cái cây của các bạn nó sẽ bị chết sót này các bạn nhé. Và các bạn không tưới nhiều. Những cái cây như thế này thì các bạn sau khi các bạn ngâm thì các bạn ngâm qua đêm cho Vinh Gà. Rồi sáng còn cái nào chưa tan thì các bạn khuấy đều lên cho nó tan hết lên cho Vinh Gà nhé. Các bạn nó tan hết cho Vinh Gà rồi các bạn sẽ đây Vinh Gà chỉ dùng một cái này. Đấy các bạn nhìn này. Các bạn tính là nó bằng một cái đấy, mỗi cây Vinh Gà chỉ tưới cho bấy nhiêu thôi. Đấy, mỗi một cái bầu chiết Vinh Gà chỉ tưới cho bấy nhiêu thôi. Thế thì Vinh Gà sẽ lại hướng dẫn các bạn là như thế này. Các bạn không tưới trực tiếp vào gốc cây nha các bạn nhé. Các bạn tưới xa ra như thế này cho Vinh Gà. Đấy, các bạn tưới như thế thôi. Đấy là chính là cái cách mà Vinh Gà hướng dẫn các bạn là tưới nhử đấy. Tưới nhử là như thế các bạn nhé. Mình nhử để cho cái cây nó có hơi phân cho cái rễ nó ra thôi. Đấy, mỗi một cây Vinh Gà chỉ múc có một cái cốc nhỏ này thôi. Vinh Gà pha như thế rồi Vinh Gà múc một cái cốc nhỏ như thế. Vinh Gà tưới thì các bạn vì cây bé này rễ nó còn rất yếu cho nên các bạn không nên tưới nhiều quá. Nó vừa là bị chết sót này, vừa là bị uống nước cho cây này. Đấy, Vinh Gà tưới rất là mỗi một cây một cái như thế. Thế thì các bạn tưới đều cho tất cả các cái cây như Vinh Gà đã hướng dẫn. Còn những cái cây mà nó non thì các bạn cứ phải chờ nó lên nó sống như thế này các bạn hãy tưới các bạn nhé. Các bạn tưới ngay là không ổn đâu. Đấy là Vinh Gà hướng dẫn cho các bạn như thế. Các bạn tưới ngay là cái rễ, khi cái rễ nó chưa ấy là nó sẽ bị thối mất rễ. Nó chỉ cần hơi mặn một chút là thối một cái rễ non. Đấy, các bạn tưới xung quanh như thế, các bạn không được tưới trực tiếp vào gốc cây nha các bạn nhé. Coi như là mình nhử cho cây nó có hơi phân nó lên. Đấy, Vinh Gà chỉ tưới như thế. Thì các bạn là cái lô cành chết của Vinh Gà hôm trước thì Vinh Gà mua là 40 cành nhưng về nó chết mất khoảng cỡ 3-4 cành gì đấy các bạn ạ. Thì hôm nay nó còn đây. Nó lên như thế này rồi thì là Vinh Gà hướng dẫn các bạn như thế. Thì Vinh Gà sẽ hướng dẫn thêm. Đấy là cái cách mà tưới phân bón thúc. Tại sao lại Vinh Gà lại gọi là phân bón thúc? Vì cái dòng phân này là cái lượng đạm của nó thì cao hơn. Thì các bạn thúc để cho cái mầm này nó lên. Và có trong đó nó có hàm lượng của NPK thì nó sẽ kích thích thêm cho cái rễ cái cành chiết của các bạn để cho nó lên mầm nhanh và nó bắt đầu làm cho già cái rễ. Khi các bạn tưới cho Vinh Gà tưới như thế này thì các bạn nhớ lời Vinh Gà hướng dẫn là các bạn tưới cho Vinh Gà là từ 5 đến 7 ngày một lần nhé các bạn nhé, không có tưới nhiều. 5 đến 7 ngày một lần các bạn tưới như này, các bạn tưới cho cây khoảng 4 lần như thế này cho Vinh Gà, 4 lần như Vinh Gà vừa hướng dẫn. 4 lần bằng cái NPK bón thúc này. Xong thì các bạn chuyển sang cái lân xanh. Thì ở đây hôm nay Vinh Gà không còn cái lân xanh. Các bạn mua cái lân xanh thì Vinh Gà cũng nói các bạn này, lân xanh là cái loại lân mà nó vụn, nó bột như kiểu là cái xi măng nha các bạn nhé. Nó bột như cái xi măng này, các bạn về các bạn tưới thêm cho Vinh khoảng 3-4 lần nữa
đấy. Thế thì 3-4 lần cho cây nữa để là cái phân đấy là chủ yếu về nó kích về cho cái rễ của cái cây hoa hồng nó phát triển mạnh và nó già ra để cho nó hút chất dinh dưỡng để đẩy cái cây của bạn mạnh. Và lúc đó thì nó cũng ăn mới ăn được cái phân chuồng hay phân hữu cơ của bạn bón nha các bạn nhé. Vì mới này cái rễ của nó còn mong manh, nó còn yếu lắm, cho nên là các bạn phải chịu khó chăm tìm cái cây hoa hồng của bạn khi mà cái bộ rễ của nó hoàn chỉnh ngay từ lúc đầu tiên trồng á, thì cái mầm của nó mới phát lên được nhanh được các bạn nhé. Thế thì Vinh Gà cũng đồng thời là Vinh Gà nói thêm cho các bạn là những cái cây của các bạn khi cái cành chiết của các bạn như thế này thì các bạn có thể là bắt đầu bón phân chuồng được rồi. Thế nhưng mà các bạn bắt đầu bón phân chuồng nhẹ ở phía trên nhé các bạn nhé, cũng đừng bón nhiều. Hôm trước Vinh Gà có hướng dẫn là ủ phân gà đây các bạn. Đây phân gà của Vinh Gà ủ thì vẫn còn đây nha các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà nó chưa đủ ngày cho nên Vinh Gà không có. Đấy các bạn nhìn này. Đấy khi các bạn ủ ấy, ủ như Vinh Gà hướng dẫn thì cái chấu phân này nó mục rất là nhanh, các bạn nhìn thấy nó mục chưa? Bạn thấy nó đã nhìn thấy nó mục chưa? Đấy Vinh Gà để xa xa này các bạn nhìn này, nó mục cái phân này. Đấy thì cái hơi nước ở dưới nó bốc lên đây xong nó lại ăn xuống dưới như thế này thì nó làm cho cái ấy, thì lúc nào bạn mà sờ cái tay vào đây á mà thấy nó không còn nóng bỏng á thì là cái phân của bạn đang bắt đầu hoai mục nhiều rồi. Đấy Vinh Gà hướng dẫn như thế thì khi cái này đủ tháng đủ ngày, Vinh Gà đã làm cho đủ tháng đủ ngày, Vinh Gà sẽ lấy Vinh Gà tựa bón lên phía trên. Đấy Vinh Gà rắc cho mỗi cây một nắm lên phía trên để cho nó lấy cái hơi phân đó là nuôi cây. Thì các bạn chăm cũng phải chăm cái cây nhỏ, nó cũng phải như là chăm trẻ con, nó phải từ từ nha các bạn nhé. Các bạn mà nóng ruột, các bạn chăm mà các bạn đẩy thúc mạnh nhiều quá thì cây nó lên được rồi lại chết. Có tình trạng có rất nhiều bạn là khi trồng được cái cây lên rồi thì nó lại chết. Đây các bạn nhìn này, mầm của Vinh Gà, những cái mầm già nó lên đây rồi, những cái mầm non nó lại đang bắt đầu đẩy này. Những cây nó nhanh là nó đẩy như thế này các bạn nhé, lại sưng tất đây rồi. Đấy thì các bạn cứ làm theo những cái hướng dẫn của Vinh Gà thì đảm bảo là những cái cành chiết của các bạn sẽ ổn định. Khi bộ rễ nó phát triển mạnh thì các bạn sẽ thấy cái độ phát triển của nó mạnh như thế nào, như cái cây Sapa hồi nãy Vinh Gà vừa quay cho các bạn, review cho các bạn ở phía trước đấy, là khi nó mạnh như thế, nó cái rễ nó bám được rồi thì cái cành của nó phát triển rất là nhanh đây nha các bạn. Những cây này bây giờ mà chỉ cần rễ bám có gửi mùi phân nữa thì nó sẽ lên rất là nhanh nha các bạn nhé. Đấy thì đấy là những cái chia sẻ của Vinh Gà. Thì bạn nào xem mà cảm thấy nó có ý nghĩa và hay thì các bạn cho Vinh Gà xin một nút like, một nút chia sẻ video để cho nó rộng rãi được nhiều người biết đến. Và cũng bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên là nhấn chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Vinh Gà xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà Vlog. Chúc quý vị và các bạn là trồng hoa hồng thành công và có thêm nhiều những giống hoa đẹp.